Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Có phải các bạn thấy hiện tượng này rất quen không nào? À, đây được gọi là hiện tượng mưa. Các bạn hãy quan sát tranh và trong tranh các bạn thấy gì nào? Có phải các bạn thấy một gia đình đang ngồi thì quây quần bên bếp lửa nhìn rất ấm cúng đúng không? Và đặc biệt, các bạn hãy nhìn xem bé trai đang nhìn gì ngoài cửa sổ đấy. À, bạn nam này đang nhìn ngoài cửa sổ, thấy mây đen, gió và mưa. Thì bài tập đọc ngày hôm nay của chúng ta, cái tựa đề là Mưa của tác giả Trần Tâm. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô đọc và các bạn hãy quan sát và đọc thầm theo nhé. Mưa, mây đen lũ lượt kéo về chiều nay, mặt trời lật đật chui vào trong mây, chớp đông chớp tây rồi mưa nặng hạt, cây lá xòe tay ứng làn nước mát, gió reo gió hát giọng trầm giọng cao, chớp dồn tiếng sấm chạy trong mưa rào. Bà xỏ kim khâu, chị ngồi đọc sách, mẹ làm bánh khoai, lửa reo tí tách. Chỉ thương bác ếch lặn lội trong mưa, xem từng cụm lúa phất cờ lên chưa. Trần Tâm. Vừa rồi các bạn đã lắng nghe cô đọc bài thơ này, các em cần đọc với giọng gấp gáp và giống giọng ở những từ ngữ gợi tả sự dữ dội của cơn mưa. Ở khổ thơ 1, 2, 3 các em sẽ đọc khoan thay, ở khổ 4 thì hạ giọng, ở khổ 5 các em sẽ thể hiện tình cảm của mình em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc. Các em hãy quan sát, lắng nghe và đọc theo cô. Từ thứ nhất, lũ lượt, lũ lượt, lật đật, lật đật, xòe tay, xòe tay. Các em chú ý vần oe, chúng ta hãy tròn môi nhé. Xòe tay, lặn lội, lặn lội. Nào chúng ta cùng nhau đọc lại các từ. Lũ lượt, lật đật, xòe tay, lặn lội. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn đọc từ khó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần giải nghĩa từ. Từ đầu tiên, lũ lượt, có nghĩa là nối tiếp nhau, không ngớt. Lật đật là có dáng vội vàng, vất vả. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn giải nghĩa từ khó hiểu có trong bài. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc phổ thơ. Các em hãy quan sát, dùng bút chì và đánh dấu những chỗ ngắt nghỉ hơi cho đúng nhé. Cô sẽ đọc mẫu cho các bạn. Chớp đông, chớp tay, giọng trầm giọng cao, chớp dồn tiếng sấm chạy trong mưa rào. Các em đã nắm được cách đọc chưa nào? Tiếp theo các em hãy đến cùng cô đến với phần tìm hiểu bài. Câu hỏi thứ nhất, phổ thơ đầu tả cảnh gì? Các em hãy đọc thầm phổ thơ thứ nhất và tìm cho mình câu trả lời. Các em có câu trả lời cho mình chưa nào? À, ở khổ thơ đầu thì tả cảnh bầu trời trước cơn mưa, như là mây đen lũ lượt kéo về, mặt trời chui vào trong mây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Khổ thơ 2, 3 tả cảnh gì nào? Các em hãy đọc thầm khổ 2, 3. À, nếu như ở khổ 1 là tả cảnh trước cơn mưa, thì ở khổ 2, 3 là tả cảnh trong cơn mưa. Có chớp, mưa nặng hạt, cây lá xòe tay hứng làn nước mát, gió hát giọng trầm giọng cao, sấm rền chạy trong cơn mưa rào. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Cảnh sinh hoạt gia đình khi trời mưa ấm cúng như thế nào? Em hãy đọc khổ 4.
À, trong cơn mưa, cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa. Bà thì xỏ kim khâu, chị ngồi đọc sách, mẹ thì làm bánh khoai. Cả một bức tranh gia đình thật là ấm cúng đúng không các em? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Vì sao mọi người thương bác ếch? Em đọc khổ thơ cuối cùng nhé. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Vì trời mưa to, chú ếch vẫn lặn lội trong mưa để xem từng cụm lúa đã phất cờ lên chưa. Vậy thì hình ảnh bác ếch ở trên gợi cho em nghĩ đến ai nào? À, hình ảnh bác ếch gợi cho ta nghĩ đến những bác nông dân, trời mưa vẫn lặn lội làm việc ngoài đồng, đúng không nào các em? Vì thế, công sức của các bác nông dân mở ra rất là vất vả, cho nên là chúng ta phải biết quý trọng những sản phẩm do các bác nông dân làm ra, không được phung phí, ăn hết khẩu phần ăn của mình nhé các em. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu bài, ở nhà các bạn hãy đọc lại bài này vài lần và thực hiện trả lời câu hỏi ở phía bài tập bên dưới. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Xin chào tạm biệt các em.